Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Hát cho ngày mai. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện, được phát sóng vào lúc 19h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau để cùng hát với nhau, để truyền những năng lượng tích cực. Ngày hôm nay hy vọng là chúng ta sẽ có ngày thật là tuyệt vời với những câu chuyện, với những bài hát. Bây giờ Quyền Linh sẽ mời chúng ta chào đón ba giám khảo. Đó chính là nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca sĩ Cẩm Ly và ca sĩ Hoàng Bách. Chào những giám khảo thân yêu chúng tôi, nhạc sĩ giám đốc âm nhạc của Hát cho ngày mai. Với cái tinh thần Hát cho ngày mai để có nhiều cái năng lượng tích cực thì anh thấy rằng là chúng ta cần đưa đến thông điệp về những bài hát thế nào? Những cái bài hát trong Hát cho ngày mai là những bài hát truyền đến năng lượng tích cực. Có bài là giai điệu rất là trầm lắng, lãng mạn, nhưng cũng có bài rất là sôi động. Nhưng tất cả nội dung đó là khi chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy yêu đời hơn, yêu người hơn và có một cái động lực muốn giúp đỡ cuộc đời. Hay quá. Còn ca sĩ Cẩm Ly rất là nhiều giọt nước mắt thông qua rất nhiều cái nhân vật, những câu chuyện kể. Vậy ngày hôm nay bạn thích nghe những câu chuyện vui hay buồn? Không hẳn là vui hay buồn mà em muốn nghe được những cái nỗi niềm, những cái chia sẻ của những người như anh nói là ở tuyến đầu, các y bác sĩ, các tình nguyện viên, các điều dưỡng. Trong chương trình này em học hỏi được rất nhiều những vốn sống, những suy nghĩ tích cực. Hoàng Bách, có thể đây là lần đầu tiên bạn tham gia chương trình Hát cho ngày mai này. Dạ. Em rất là ngưỡng mộ những người ở tuyến đầu, không có cơ hội để trở thành những người tuyến đầu, mình không đủ kỹ năng. Nhưng bản thân mình thì trong nguyên một cái giai đoạn khó khăn đấy thì mình mới hiểu ra vai trò, chức năng và cái sự quan trọng của những người ở tuyến đầu. Và thực sự là cái lòng biết ơn và cái sự kết nối của mình với những cái người ở tuyến đầu, đôi khi là chỉ bằng cái tình cảm, đôi khi là chỉ là những cái câu hỏi thăm với nhau trên Facebook thôi, hoặc là bằng cái công việc mình làm. Mình ở nhà mình livestream, mình hát cùng với các anh các chị ấy, rất là nhiều chương trình tham gia. Thì thực sự là nếu mà nói mình là một cái người luôn ủng hộ tuyến đầu thì nó chính xác nhất đấy ạ. Thật ra Hoàng Bách ở nhà hát cũng là một trong những cái gọi là động lực tiếp thêm sức mạnh, cái niềm tin cho những người tuyến đầu. Mình hát để truyền năng lượng mà. Dạ. Có những năng lượng tích cực thì những người ở tuyến đầu họ mới có tinh thần để tiếp tục chống dịch. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo về vị trí. Thưa quý vị, có thể nói chúng ta sống trong cuộc sống bình thường mới, nhưng vẫn có những nguy cơ mắc bệnh và hậu Covid rất là nguy hiểm quý vị. Chính vì thế nên quý vị phải nhớ bảo vệ mình, người thân mình và bảo vệ cho cộng đồng xã hội. Đầu tiên, Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta đến với một cô hộ lý có 3 người con quý vị. Bà mẹ ấy luôn luôn cố gắng nỗ lực để có thể hỗ trợ giúp bệnh nhân còn nhiều hơn là chăm sóc con mình nữa quý vị. Mời quý vị đến với nhân vật đầu tiên với Hát cho ngày mai. Chào em gái. Em xin chào anh Quyền Linh, ban giám khảo và quý vị khán giả ạ. Em tên là Loan, hiện đang làm hộ lý và công tác tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới ạ. Gì Loan em? Dạ, Trang Thị Kim Loan ạ. Con nhỏ nhất của em là bao nhiêu tuổi? Dạ, hai bạn sinh đôi là sinh năm 2012. Năm nay là bạn được 10 tuổi rồi ạ. Ba cậu con trai. Dạ. Đơn thân như thế, một mình vất vả như thế, lo cho ba cậu con trai như thế, còn ở bệnh viện suốt ngày như vậy, em phân công cái giờ giấc như thế nào? Em gắn bó với công việc này thì cũng là 15 năm rồi. Thì em đi làm thì ba mẹ sẽ ở nhà chăm sóc phụ ba đứa nhỏ. Dạ. Em đi làm thì thời gian cho các bạn cũng ít lắm. Cứ hễ em rảnh giờ nào ra trực hoặc là có được một ngày nghỉ phép hay là gì đó thì em sẽ dành hết cho các bạn. Có bao giờ em thấy rằng cái thời gian của mình ở bên con ít hơn là thời gian ở bên bệnh nhân không? Dạ có. Thời gian đi làm nó sẽ nhiều hơn là ở nhà, tại vì tụi em sẽ làm ca đó. Em với công việc của một hộ lý anh thấy rất là cực. Em làm 15 năm nay rồi, điều gì để em gắn bó với những công việc đó? Thứ nhất là cũng vì là các bạn thôi, rất là thương cho nên là em phải cố gắng đi làm để vì các bạn. Thứ hai nữa là vì là em làm ở khoa hồi sức á, cho nên là em thấy những bệnh nhân khi mà vào đó rồi á là không có được người nhà đến chăm sóc, cho nên là em rất là thương và em cũng gắn bó với nghề là cũng vì lý do đó ạ. Hôm nay em đến đây em muốn chia sẻ một bài hát gì với khán giả của Hát cho ngày mai? Dạ, em đến đây em xin hát bài Áo Mới Cà Mau của nhà sĩ Thanh Sơn ạ. Áo Mới Cà Mau ha? Dạ, dạ. Trước khi hát thì em sẽ chọn cho mình một micro vàng. Dạ, em xin chọn số 1 ạ. Số 1 hả? Rồi, micro vàng số 1 là của em. Và bây giờ xin mời quý vị đến với Áo Mới Cà Mau. Là thấy thương em rồi. Dạ, xin mời Hoàng Bách. Hoàng Bách thấy sao? Chào Loan, anh hỏi chút xíu là nhà em có giữ không? Nuôi 3 thằng con trai chắc là phải cũng... Cái này Bách đành lắm nè. Không, tại nhà em thì có 2 thằng con trai thôi. Nhưng mà em lớn lên trong gia đình có 3 anh em trai. Em hỏi thử coi nhà người khác coi sao. Dạ thì ban ngày thì em phải gồng lên dữ dội với mấy bạn, cho mấy bạn phải vô cái nề nếp. Còn buổi tối thì khi mà ở bên các bạn thì bắt đầu mình sẽ nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Có thể là giải thích cho mấy bạn nghe được cái vấn đề hồi sáng hay là cái gì đó mấy bạn chưa nghe lời mình. Nói về hát thì anh nghĩ là em hát tốt. Cảm ơn em. Cảm ơn Hoàng Bách. Hoàng Bách có 2 cậu con trai thành ra nói chung gồng từ sáng đến chiều tối luôn, chứ không phải em gồng có 1 buổi đâu. Rồi xin mời ca sĩ Cẩm Ly. Trong cái bài hát này thực sự Loan hát rất tốt, nhưng mà có điều là căng thẳng cho nên là gương mặt của mình á mời người ta xuống xem Cà Mau nó không có được tươi cho lắm. Nhưng mà không sao, đến đây mình chia sẻ cái tâm tư của mình thì hát chỉ là phụ thôi, vui thôi. Chúc mừng Loan và hy vọng rằng cuộc sống, cái tương lai phía trước của Loan nó sẽ có những cái khởi sắc, những cái tốt hơn để có thể mà lo cho con, và nếu như được thì có được người san sẻ cùng với mình thì càng tốt hơn nữa. Cảm ơn Loan rất nhiều. Cảm ơn Cẩm Ly. Rồi chúc mừng Loan nha. Mời Loan về vị trí. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của một cô gái rất là xinh đẹp, Áo Mới Cà Mau. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với phần rất quan trọng, rất quen thuộc, nghỉ giải lao vài phút. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Hát cho ngày mai. Chúng ta sẽ tiếp tục với người chơi. Bây giờ sẽ là một thầy giáo với chính sự nỗ lực của thầy giáo với cộng đồng xã hội đã đem đến rất là nhiều niềm vui hạnh phúc đến cho nhiều học sinh. Xin mời người chơi tiếp theo. Chào thầy Bình. Em là Dương Văn Bình, sinh năm 1983, hiện là giáo viên tổng phụ trách đội của trường Trung học Cơ sở Thị trấn Kiên Lương 1, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Và em xin phép được nói về câu chuyện của em trong cái chương trình ngày hôm nay được không ạ? Mời thầy. Kính thưa quý vị, em đến với công tác thiện nguyện thì nó cũng là một cái duyên. Về đối tượng thì là học sinh là chủ yếu. Cái chương trình thiện nguyện của em sẽ bắt đầu từ hè. Em sẽ vận động về quần áo, tập vở, sách giáo khoa, cặp để mà lo cho các em học sinh. Đa số là các em học sinh là một cô cha mẹ và những cái em mà bị bệnh, những cái bệnh hiểm nghèo không có điều kiện đến trường. Nội dung thiện nguyện thứ hai của em đó là giúp đỡ tặng gạo cho những người lớn tuổi, những người không còn sức lao động nữa hoặc là không có cái việc làm ổn định. Thì em có một số mạnh thường quân, những người mà có cái tâm thiện nguyện là kết nối với em. Hàng tháng là sẽ gửi đến thầy Bình ấy, cho mình gửi là 100 kg gạo, 200 kg gạo để đưa đến những người mà cần sự giúp đỡ. Và nội dung thứ ba đó là em sẽ giúp đỡ những cái em học sinh, những trường hợp mà đặc biệt, những cái căn bệnh hiểm nghèo hoặc là những cái em học sinh mà không có một cái ngôi nhà mà nó được như mong muốn, nó khó khăn quá, nó nguy hiểm quá trong ngôi nhà đó, thì em sẽ vận động thêm để xây nhà cho các em. Và hôm nay thầy đến đây hát để hỗ trợ hoàn cảnh nào? Dạ, em hỗ trợ hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Trúc Ly. Em học sinh lớp 73 trường Trung học Cơ sở Thị trấn Kiên Lương 1, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang ạ. Em đó bị bệnh gì? Em đã bị ung thư sau phức mạc. Khi mà em biết đến thì em cũng vận động hỗ trợ thế này thế kia cho em cũng được 4 lần. Thì ngày hôm đó là bác sĩ thông báo là phẫu thuật xong là em sẽ khỏe luôn, không còn chị nữa, thì em mừng quá trời luôn. Em vui lắm, em nghĩ là học sinh em sẽ được đi học lại bình thường. Phụ huynh học sinh, ba của em Trúc Ly mới gọi lại cho em, nói là thầy ơi, cháu nó bị ung thư, tế bào ung thư, nói di căn phải mổ lại. Mà nhà thì giờ bán hết trơn, sạch tất tần tật hết trơn, không còn gì, chỉ giờ còn một cái tân liều nó sụp xèo dữ lắm. Hy vọng rằng mạnh thường quân sẽ cùng với thầy để chia sẻ hoàn cảnh đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát gì trong ngày hôm nay? Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì Bình xin hát bài Katy Katy của nhạc sĩ Đức Trí. Rồi, trước khi hát thì thầy sẽ chọn một micro vàng. Dạ, để đánh dấu lần thứ 5 em hỗ trợ cho bé Trúc Ly thì em cũng sẽ chọn số 5 là số may mắn của em ạ. Số 5. Rồi, chúng ta sẽ đến với tiếng hát của thầy Dương Văn Bình. Thầy Bình rất là bận rộn công việc và cũng như là giúp người rất là nhiều ở tại Kiên Giang cho nên không có cái thì giờ mà chúng tôi cùng tập với nhau, chỉ có là gọi điện qua và cùng hát online trên điện thoại cho nên lúc mà lên sân khấu thì nghe thầy Bình hát mình bất ngờ lắm. Ôi trời, sao mà cái người thầy giáo mà làm công tác đoàn mà hát tự tin mà hay như vậy. Và cũng cầu mong và chúc cho thầy Bình có cái số 5 của mình đó, chọn micro vàng được cái số tiền nhiều nhiều để thầy Bình muốn giúp đỡ học sinh của thầy mà mong muốn. Chúc mừng thầy. Xin mời các sĩ Hoàng Bách. Thì thực sự là lắng nghe những câu chuyện của thầy, rồi thấy thầy đứng cạnh anh Quyền Linh, một người cũng rất là hay hoạt động xã hội. Thực sự đây là hai cái người đàn ông mà mình cảm giác là mình rất may mắn mình được gặp. Bởi vì gặp họ là vui, gặp họ là thấy cái tinh thần tích cực. Cảm ơn ca sĩ Hoàng Bách. Bây giờ xin mời ca sĩ Cẩm Ly. Khi mà nghe thầy chia sẻ về những cái nội dung làm thiện nguyện của thầy thì thực sự là Ly rất là ngưỡng mộ với những cái việc làm ý nghĩa của thầy. Và đặc biệt là hôm nay thầy đến đây rất là rõ ràng là thầy muốn sau những cái công việc mà mình giúp đỡ các bé về học hành, về các sách giáo khoa, về nhà tình thương, thì cái mục đích hôm nay của thầy đến đây á, là muốn giúp đỡ cho, như thầy chia sẻ là bé Trúc Ly đang bị ung thư và đã, theo như thầy chia sẻ là đã 4 lần phẫu thuật và lần này là lần thứ 5. Thầy đã kêu gọi rất là nhiều và Ly hy vọng rằng á, với cái việc làm ý nghĩa này của thầy thì sẽ có rất là nhiều những mạnh thường quân sau khi biết được cái việc làm của thầy cũng như là hoàn cảnh của bé Trúc Ly sẽ hỗ trợ cùng chung tay với thầy, và cũng mong rằng nó sẽ phát huy và có nhiều người đồng hành cùng thầy nữa. Cảm ơn thầy Bình rất nhiều. Cảm ơn giám khảo rất nhiều. Hy vọng rằng cái micro vàng đó nó sẽ con số càng lớn càng tốt để thầy có thể hỗ trợ học sinh của thầy. Cảm ơn thầy Bình. Xin mời thầy Bình về vị trí ạ. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với phần rất quan trọng, rất quen thuộc, nghỉ giải lao vài phút. Thưa quý vị, chúng ta còn một người chơi thứ ba nữa. Người đó là ai? Người đó là một bác sĩ đến từ Bệnh viện Trung ương Huế. Với đại dịch vừa rồi thì bác sĩ này đã đến Bình Dương để hỗ trợ các bác sĩ ở Bình Dương chống dịch. Với rất nhiều cái gọi là cố gắng nỗ lực của bác sĩ, hy vọng ngày hôm nay bác sĩ sẽ đem ta một câu chuyện rất là hay trong đại dịch, quý vị nha. Và bây giờ xin mời quý vị đến với người chơi cuối cùng. Xin mời. Chào anh Quyền Linh, chào ban giám khảo và xin chào quý vị khán giả. Bác sĩ có thể giới thiệu tên mình tác tại đâu này kia? Mình xin tự giới thiệu, mình là bác sĩ Phạm Văn Huệ, đến từ Bệnh viện Trung ương Huế. Chào bác sĩ Huệ, đến từ Huế. Trong đại dịch thì bác đã vào Bình Dương đúng không bác? Đến Bình Dương chúng tôi được phân công nhiệm vụ vào một nơi, Bệnh viện Dã chiến Phú Chánh. Về hồi sức có 4 đoàn tham gia: Bệnh viện Trung ương Huế, Sở Y tế, Trường Đại học Y Dược và Trường Cao đẳng Y tế Huế. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế thì đi những mũi nhọn, đi những người mà nắm được chuyên môn xấu nhất về mặt hồi sức và được đưa đến Bình Dương. Có một người bệnh nhân rất đặc biệt đã ghi dấu mãi trong mình. Khi cô ấy đi 30 tuổi, rất trẻ. Khi cô sắp sửa đặt máy thở thì cô nói: "Bác ơi, cứu giúp em, vì em thì không cần, nhưng con của em rất cần em. Em mới sinh con được 3 tháng và sau đó vào máy thở. Cô đó thở máy tầm 1 tuần thì ngừng được máy thở và 5 ngày sau thì ra khỏi khu hồi sức." Chính vì như vậy, khi biết được cái cuộc thi này, trong lòng em rất là hân hoan. Em muốn mang yêu thương đi rất nhiều, thậm chí còn được một kinh phí để làm được cái việc từ lâu nay em vẫn làm cùng với mẹ, đó là mình giúp cho những cái gia đình khó khăn. Họ là những người đã già, lớn tuổi, không có khả năng để mà lao động. Em đến với chương trình và trong lòng chị đầy yêu thương. Chúng ta có ngày vui cũng sẽ có ngày buồn, cứ như ngày nào cũng là ngày đẹp, và ngày đẹp mãi mãi trong tim mỗi người khi mình yêu thương nhiều hơn, và yêu thương sẽ mang cho mình yêu thương, và chỉ có yêu thương trong người. Hay quá. Chúng tôi cũng nói lên những cái lời cảm ơn đối với các bác sĩ từ Huế đến với thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đến Bình Dương, đến với những cái tâm dịch trong lúc đó. Cảm ơn những cái tấm lòng yêu thương đó luôn luôn sẽ chia đến những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Ngày hôm nay bác sẽ hát bài gì? Dạ, em đến từ Huế, nhưng về cho em xin hát bài Mưa trên phố Huế. Bác sĩ Huệ đến từ Huế hát một bài về Huế. Bây giờ thì bác sẽ chọn một micro vàng. Điều này mới là vui nữa nè bác hả? Dạ. Bác sẽ chọn số nào? Dạ, cho phép em được chọn số 7. Số 7 là của bác Huệ. Dạ. Bác công tác được bao nhiêu năm trong ngành y rồi? Dạ, em đã ra trường và làm tất cả 14 năm. Em đã làm tại khoa gây mê hồi sức tim mạch. Bây giờ vừa làm ở cái mê hồi sức ở phòng mổ tim. Chúc mừng bác Huệ nha. Hôm nay hy vọng rằng bác sẽ gây mê không chỉ cho khán giả mà gây mê cho ban giám khảo luôn, yeah, với bài hát Mưa trên phố Huế. Đẹp quá, mơ mộng hóa. Hát bài này đứt ruột đứt gan luôn vậy đó. Cũng là khó cho miền Trung, nhưng ngược lại cũng xây dựng con người miền Trung rất mạnh. Càng khó khăn thì càng vừa khó. Đối với em thì mưa cũng rất đẹp, mưa nắng đều đẹp. Cái năng lượng tích cực ở trong bác á, luôn luôn nó lan tỏa như vậy. Mưa cũng đẹp, đôi khi buồn, nhìn mưa buồn cũng đẹp nữa. Sao Vũ Quốc Việt thấy bác sĩ tôi hát thế nào? Bác sĩ Huệ cũng là cái người tham gia chương trình Hát cho ngày mai nhưng mà cũng rất là bận rộn. Cho nên tôi với bác Huệ là hay gọi điện cho nhau để trao đổi bài hát. Cái kết quả cái bài Mưa trên phố Huế hôm nay đó là cái kết quả mà giữa hai anh em mình chọn. Tối hôm nay là bác sĩ Huệ đi rất là chậm rãi với cơn mưa trên Huế cho chương trình Hát cho ngày mai. Tiếng mưa của bác rất đẹp, giống như lời nói của bác và bài hát của bác vừa vang lên. Cảm ơn bác sĩ Huệ. Dạ, em xin cảm ơn nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Nhưng mà cũng thấy một cái cơn mưa Huế nó đang hiện ra trước mắt. Mặc dù là nó hơi vất vả cho anh em nhạc công chút xíu, có chút xíu, tại vì bác sĩ nói chung là chậm rãi quá, mà mình đã chậm rồi thì ban nhạc chậm theo là mình lại chậm tiếp, đo coi là ai chậm hơn. Cuối cùng là bác sĩ vẫn thắng, bởi vì cuối cùng là vẫn hoàn thành bài. Và thật sự là quan trọng là cái năng lượng. Cái năng lượng Huế thật sự là thật ra là bác Huệ biết không, không cần mình phải giới thiệu bài hát Huế đâu, tất cả người dân cả nước đều yêu mến Huế, ai cũng thuộc bài hát Huế. Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Đó, ôm ấp Huế vào trong lòng của tất cả mọi người rồi. Rồi, cảm ơn bác Huệ rất là nhiều. Dạ. Xin mời ba người chơi trở lại sân khấu. Chúng ta bắt đầu công bố kết quả. Thưa quý vị, chúng ta vừa xem xong phần biểu diễn của ba nhân vật ngày hôm nay. Đó là những nhân vật có những cái nỗ lực, những cố gắng để cùng chia sẻ với cộng đồng với rất nhiều khó khăn, để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn vượt qua cái hoàn cảnh, quý vị. Rất cảm ơn họ. Và ngày hôm nay đến đây hát cũng chỉ là một cái năng lượng tích cực, nó truyền lại cảm hứng thôi. Không phải ca sĩ thì cũng đừng lo lắng gì hết. Ai sẽ là người chọn cái bảng micro vàng đầu tiên đây? Người chơi tạm dừng ở vòng 1 là Phạm Văn Huệ. Bác Huệ, xin mời hai người chơi chúng ta vào sự chuẩn bị ha. Thật ra là chúng tôi muốn ở đây với bác Huệ hoài, muốn bác Huệ tham gia suốt cuộc chơi, nhưng đó là luật chơi của chương trình thôi. Không sao cả, bác rất là dễ thương. Và Linh nghĩ rằng khán giả truyền hình sẽ nhớ bác. Tất cả những bệnh nhân ở Bình Dương hoặc là những bệnh nhân ở Huế sẽ biết bác, sẽ nhớ bác rất nhiều về những cái nỗ lực, những cái cống hiến của bác. Cảm xúc của bác bây giờ như thế nào? Khi đến với cuộc thi, em vẫn đang nằm trong trung tâm điều trị phòng chống Covid của Bệnh viện Trung ương Huế. Nghe tin được cuộc thi lan truyền tình yêu thương và rất cao về giá trị nhân văn, rã trực thì em bắt đầu học bài để đến với cuộc thi, vượt qua nỗi sợ trong lòng của mình để muốn nói lên một điều: bạn hãy chọn con đường và con đường sẽ đến khi bạn dám bước đi. Đây là chương trình rất hay và rất giá trị đối với riêng bản thân cá nhân em. Em xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn bác. Mình dám đi trên con đường gồ ghề, cứ đi, nó tới đâu hay tới đó ha, giúp được gì cho đời giúp bác ha. Mình sẽ có một món quà càng cao càng tốt ở micro vàng của bác. Số 7 mở. Đây là số của bác Huệ. Hy vọng rằng số này sẽ lớn. Bao nhiêu? Chiều nay phố xưa buồn, có ai đâu ngờ. Hồi hộp quá. Số. Mời quý vị nghỉ giải lao vài phút, chúng tôi sẽ quay trở lại. Chào đón quý vị quay trở lại với Hát cho ngày mai. Bác sĩ Huệ đến từ Bệnh viện Trung ương Huế sẽ mở micro vàng của mình để xem giá trị bao nhiêu và có bao nhiêu tấm lòng của bác sẽ chia sẻ với hoàn cảnh rất là khó khăn như bác vừa mới nói. Mong rằng số này sẽ lớn. Chúng ta thấy được rằng 7 số 0 rồi quý vị. Ở đằng trước còn nguy hiểm là nếu nó số 0 nữa là 0 đồng. Mình chỉ sợ số đó thôi. Còn số 1 là được cũng được. Số 2, số 3, số 4, số càng cao càng tốt. Chỉ sợ con số 0 nó nguy hiểm thôi. Số có phải được không nha? 10 triệu đồng gửi tặng bác Huệ. Thôi thì mình lấy tinh thần, lấy niềm vui, lấy hạnh phúc, mà sẽ lấy sự sẻ chia để mình làm niềm vui chúng mình được rồi bác hả? Bác thấy sao? Được không? Dạ, rất là may mắn nhận được phần thưởng. Cái rất vui trong lòng đó là giá trị yêu thương trong lòng em đã nuôi dưỡng từ lâu. Cho dù đứng lại ở đâu thì cũng rất vui. Đứng lại chỉ là bắt đầu để mình đi tiếp thôi. Bây giờ dày đi. 10 triệu này Linh sẽ cộng thêm món quà của Linh gửi cho Huế nữa. 10 triệu nữa. Dạ em cảm ơn. Dạ em còn hạnh phúc. Nói về đau thương thì không có tốt, tuy nhiên giúp được cho một người chính là mang lại niềm vui, bởi vì người đó còn rất nhiều người ở phía sau và đẹp đẽ nó sẽ mọc lên mà không cần phải nhìn thấy đau thương. Và hôm nay bác sĩ Huệ về Huế với món quà là 20 triệu đồng, 10 triệu của chương trình và 10 triệu của Quyền Linh nữa nha. Chúc cho bác Huệ thật nhiều sức khỏe và chúc cho tất cả các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế sẽ có nhiều năng lượng, khỏe thì khỏe để có thể giúp đời nhiều hơn nữa. Cảm ơn bác Huệ. Dạ em cảm ơn mọi người. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với vòng chơi thứ hai với tiếng hát của nữ hộ lý Kim Loan. Con nên người mẹ yêu thương, có hương yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, nhưng để ôm con trong tay không mất vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù căm nín, nhưng con thật lòng muốn nói. Thở thật sâu vô, thở đều ra, cười tươi lên. Căng quá em hả? Dạ hơi rung. Hơi rung. Tại sao Loan lại chọn bài hát này? Dạ cái bài này thì em thấy ý nghĩa với em. Ý nghĩa với em? Dạ. Ba mẹ là hy sinh cho em rất nhiều, từ cái lúc em đi học cho tới đi làm, lấy chồng rồi sanh con thì đến bây giờ ba mẹ vẫn chăm sóc và lo cho em. Cái bài này em thấy rất là ý nghĩa với em. Đúng rồi. Dạ. Rồi khi có con mình lại còn yêu thương ba mẹ nhiều hơn nữa. Nếu như không có ba mẹ nhà thì khó khi nào thực hiện được những ước mơ hoài bão của em lắm, bởi vì ba đứa con đó. Vậy thì hôm nay mẹ đang xem chương trình đó, em muốn nói gì với mẹ Loan? Có câu nói này thì trước giờ con chưa từng nói với ba mẹ bao giờ. Con xin phép chương trình được gửi lời cảm ơn đến ba mẹ rất là nhiều vì đã cho con đi đến được ngày hôm nay. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Ba mẹ đã nuôi em từ nhỏ đến lớn. Khi em có chồng, có con rồi, ba mẹ tiếp tục không chỉ lo cho em mà lo cho con em nữa. Và bài hát này cũng sẽ là một món quà dành cho ba mẹ, đặc biệt là cho mẹ. Rồi sau này ba đứa nhỏ con của em nó cũng hát bài này để nó cảm ơn em, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn người mẹ của nó. Xin mời ban giám khảo, chúng ta có thể chia sẻ gì về bài hát của Loan? Thật ra thì Khi Loan hát cái bài này á, lúc đầu mình cứ ngỡ là Loan hát cho con của mình. Cuối cùng thì Loan lại chia sẻ một cái tình cảm đối với ba mẹ của mình. Mình ở gần ba mẹ, mình không có nghĩ gì nhiều. Mình nghĩ cái đó là một cái điều tất yếu, nó rất là bình thường. Nhưng mà đặc biệt là khi mình lớn, và đặc biệt nhất là khi mình làm mẹ, tự nhiên mình cảm nhận được, mình sẽ hiểu được cái nỗi khổ, cái nỗi cực nhọc của ba mẹ của mình. Mà đối với Loan á, là Loan chia sẻ là ba mẹ là theo Loan suốt trong hành trình từ nhỏ cho đến tận bây giờ luôn. Nếu mà không có ông bà thì có lẽ là mình sẽ chật vật hơn rất là nhiều. Cảm ơn Loan rất nhiều. Bà Lý nghĩ đâu cái bài hát này không riêng gì tặng cho mẹ, mà chắc có lẽ con mình nó nghe qua nó cũng hiểu được cái tấm lòng của người mẹ như thế nào, nhiều con đi qua những khó nhọc như thế nào. Chắc là con Loan nó sẽ cảm nhận được những cái điều đó. Mời ca sĩ Hoàng Bách. Cái điều hạnh phúc nhất mà khi anh nghe Loan hát trong cái lần thứ hai này á, đó là cái nụ cười nó nở trên môi nhiều hơn. Có lẽ là bởi vì bản thân Loan cũng đang là một người mẹ và lại có cái tình yêu, một cái sự biết ơn rất là lớn đối với mẹ mình. Ra hôm nay thì Loan chọn bài này thì anh thấy là hợp lý, hát hợp với cái tình cảm của em và cảm giác như là mình sống trong cái bài hát rất là nhiều. Tất nhiên cái nhịp bài này thì nó hơi nhanh so với cái nhịp bình thường của em hay hát một chút xíu, nó có làm khó mình chút xíu. Nhưng về cơ bản là cái lớn nhất là cái tình cảm của mình đặt trong bài này thì thực sự là anh thấy một cách trọn vẹn, và cái nụ cười nở trên môi sau khi mình hát xong anh thấy như vậy là hoàn hảo rồi. Cảm ơn Hoàng Bách. Mời ca sĩ Vũ Quốc Việt. Mọi người ở dưới này á, nín thở luôn á. Thứ nhất là nhớ cha mẹ, thứ hai nữa là mong rằng những cái đứa con mình á, nó cũng sẽ nghe bài hát này và nó sẽ hiểu được tình cha mẹ. Long muốn nói gì nữa không? Cho em xin kể một câu chuyện. Rồi, Long nói đi Long. Nhân đây thì em cũng xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện mà một người chị đã ở gần kế bên nhà em. Thì hoàn cảnh của chị thì cũng mẹ đơn thân nuôi con. Chị lại đang mắc một căn bệnh tim và phải gửi con ở nhà bà ngoại cho đi học. Chị đã mổ tim 3 lần. Thì cái lần gần đây nhất là tốn rất là nhiều tiền. Ở nhà phải chạy vạy mượn á, cũng cố gắng cho chị để chị có một cuộc sống tiếp để mà chị lo cho con. Cái ấn tượng đầu tiên của em khi mà gặp chị á, thì em thấy chị trang điểm rất là đậm. Thì sau khi tìm hiểu được á, là do chị bệnh tim, cái sức khỏe chị không tốt, cho nên là cái gương mặt của chị lúc nào cũng tái nhợt. Cho nên chị muốn tạo cho mình một cái vẻ bề ngoài tươi hơn một chút để còn phải đi làm, để còn kiếm tiền để mà lo cho con mình ở quê nhà. Thì nhân cái cơ hội hôm nay em đến đây, em có một phần thưởng thì em sẽ dành phần nữa dành cho chị nghe. Rồi, cảm ơn tấm lòng của em. Hy vọng rằng cái số tiền thưởng ở trong biro vàng nó càng to càng tốt ha. Chúc mừng em phần biểu diễn vừa xong. Xin mời em vào vị trí. Chúng ta vừa đến với phần trình diễn của Hồ Lý Kim Loan. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với tiếng hát của thầy giáo Dương Văn Bình. Chúc mừng cho chàng trai Kiên Giang. Cảm ơn thầy đã đem bài hát tự hào Việt Nam ha. Xin mời Hoàng Bách. Chúc mừng thầy. Bài này là hát hay hơn bài trước nhiều. Bài trước ví dụ mà chấm được 7 điểm thì bài này phải được 8 điểm rưỡi. Nói chung là Bách nghĩ nếu mà thầy mà không theo nghiệp, khả năng thầy làm nghệ sĩ cũng là cao lắm á. Thấy tinh thần nghệ sĩ bên trong mình nó nhiều. Chúc mừng thầy. Ở tỉnh nhà em cũng là biên đạo múa. Đấy, không sai đâu. Xin chào đồng nghiệp nhá. Nè, MC nè, ca sĩ nè, biên đạo múa nè. Nói chung là thầy làm rất là nhiều nghệ thuật luôn rồi. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Bây giờ thì chúng tôi sẽ công bố kết quả. Xin mời Kim Loan, chúng ta sẽ công bố kết quả. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả. Người nào lại tiếp tục rút micro vàng đây? Trang Thị Kim Loan. Bây giờ thì chúc mừng thầy Bình. Thầy Bình vô kia chuẩn bị đi ha. Hôm nay thì có lẽ do căng thẳng hồi hộp nên có thể em hát cũng hơi chơi vơi nhịp chút xíu. Vấn đề mình không phải là ca sĩ. Hôm nay mình hát cái sân khấu lớn có thể có một chút hồi hộp nào đó. Vấn đề còn lại là cái micro vàng kia. Anh hy vọng rằng cái món quà càng cao càng tốt, để em chia sẻ cho một cái chị bị bệnh tim. Số 1, mở. Kim Loan đã chọn micro vàng số 1. Số 1 bao nhiêu đây? Ý, có số 5 rồi. Hồi hộp không em? Dạ có hồi hộp đúng không? Thôi vậy mình nghỉ giải lao vài phút đi cho Loan bớt hồi hộp, chúng tôi sẽ quay trở lại. Chào đón quý vị quay trở lại với Hát cho ngày mai. Chúng ta sẽ xem bạn Kim Loan có được bao nhiêu tiền từ micro vàng. Số tiền là 15 triệu đồng. Gửi tặng Kim Loan. Đây là một món quà đối với em nó rất là lớn rồi đó ạ. Với lại là em cũng muốn cho những người mẹ đơn thân hãy sống vui, có ích cho các con và gia đình của mình. Dạ em xin cảm ơn. Rồi, chúc mừng Kim Loan nha. Cảm ơn em đã tham gia chương trình. Bây giờ chỉ còn một nhân vật cuối cùng bước ra đây để hát chinh phục ban giám khảo thôi quý vị. Và nhân vật cuối cùng đó không ai khác ngoài thầy giáo Dương Văn Bình. Thầy giáo Dương Văn Bình sẽ hát cùng với giám khảo khách mời ngày hôm nay, đó là ca sĩ Hoàng Bách. Sắm mãi tận cuối trời lấp lánh cùng dòng mưa rơi, vết nắng chiều buông muôn mang. Anh nhớ em người yêu ơi, anh vẫn chờ em về, anh vẫn để mãi thôi, dù vẫn biết khi hoàn hôn tan vào đêm dài, chỉ còn lại đây mây đen ôm xót xa. Người yêu hỡi anh gọi em trong những tháng cao ngày mới. Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây để bao mênh mông ngất ngây. Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây sưởi ấm con tim anh hao gầy. Hỡi em yêu hỡi hãy về. Trời bay gần đây đang trong tình yêu. Oh, 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 dữ. Là thầy giáo hát chung với giọng hát khủng rồi. Thật ra những cái người mà ngày xưa tôi biết Hoàng Bách học thổi kèn đó, những người đó hơi nhiều lắm, thành ra thấy cái thấp lên được rỡ mà lên cao quá em lên muốn đuối đúng không? À, theo không nổi cày rớt bỏ đúng không? Lúc nãy ở dưới em đã bảo rồi, hát tập sao tập nhưng mà đừng có khuyến mãi cái vụ cả lên bí xíu, nhưng mà không sao, nó thể hiện cái tinh thần của mình đúng không thầy? Đúng rồi. À, dạ, em thấp lên rực rỡ, thấp lên niềm tin, thấp lên nghị lực, thấp lên ánh sáng, thấp lên tất cả những tình yêu thương của mọi người với nhau. Và hôm nay thì em hát chung với Hoàng Bách em thấy nó sung không? Đầu tiên nó là một niềm vinh hạnh, cái thứ hai nữa là cũng rất là hào hứng để muốn thể hiện với anh Hoàng Bách một bài hát nào nó thật là kỷ niệm để mà mang một dấu ấn nào đó. Tuy nhiên thì em cũng không thể hiện tốt cho lắm. Tốt không tốt, thực sự là rất là tốt, bởi vì đây là một cái bài nó không có dễ nghe nhưng không có dễ hát. Như vậy là quá tuyệt vời. Chúc mừng thầy. Chúc mừng thầy Dương Văn Bình. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái micro vàng số 5 của thầy là bao nhiêu? Dạ. Nào, micro vàng số 5 bắt đầu. Thầy Bình có một nguyện vọng là giúp học trò thầy, em bé đang bị ung thư. Dạ đúng rồi, em Nguyễn Thị Trúc Ly ạ. Đúng rồi, Trúc Ly đúng không? Dạ. Em giúp đỡ em này phẫu thuật một lần thôi. Dạ, lần này là lần thứ hai ạ. Lần này thứ hai hả? Hy vọng lần thứ hai thì em sẽ có thêm nhiều kinh phí để phẫu thuật ha. Em thấy có nhiều phức không? Dạ. Chúc mừng thầy. Đẹp quá. Con số đẹp quá đúng không thầy? Dạ. Thầy thấy cảm xúc thế nào về con số này? Với số tiền 40 triệu này thì cũng mong em là sớm khỏe để mà trở lại đi học được ạ. Có một thêm món quà nữa. Đó là số tiền này sẽ được nhân 1, nhân 2 hay là nhân 3. Em nghĩ em sẽ hơn chút xíu. Hơn chút xíu. Điều này có thể nhờ Hoàng Bách cùng hỗ trợ với chúng tôi để đưa ra một cái bảng nhân 1, nhân 2, nhân 3. Bách may mắn đó. Bây giờ chúng ta sẽ đọc xem cái đã. Hai người đứng chung đi. Hoàng Bách sẽ tư vấn cho ha. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Con hoa sen mái ấm gia đình Việt. Ống thép hoa sen bền vững đến tương lai. Ở đây thì không ai biết được nhân 1, nhân 2, nhân 3 cả. Nếu mình rút biết đâu là nhân 3. Có đôi khi nhân 1, có đôi khi nhân 2. Em nghĩ sao? Theo em thì cái gì mà mang đến chữ hạnh phúc là em thích à. Em thấy chỉ có chữ hạnh phúc rồi. Cho nên là em cũng tính nghĩ là mình sẽ chọn là ống nhựa hoa sen. Tuy nhiên thì đã mời anh lên đây rồi, em tin tưởng vào anh và sự may mắn của anh nhiều hơn ạ. Thì nói chung là hạnh phúc hay là mái ấm gia đình hay là bền vững, nó đều là cái mình hướng tới cả. Đúng không? Mà lựa chọn giống nhau đúng không? Dạ. Mình cũng cố gắng hết sức rồi chứ mình đâu có biết. Dạ. Em chọn là ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Bình. Dạ, thế nào? Em cũng tin tưởng và cũng là niềm tin của riêng em và cũng là sự thống nhất của hai anh em Đó là sự lựa chọn em là ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc ạ. Bạn đã có 40 triệu. Dạ. Liệu bạn có 80 triệu hay là 120 triệu hay là vẫn 40 triệu? Em nghĩ được 80 là ok rồi. Đúng rồi. Phải không? 80 là ok, đúng không? Quá hạnh phúc rồi, 40 cũng vui. Hoàng Bách có đem lại niềm vui cho thầy Bình và nhân vật đó là học sinh của thầy Bình có tiền phẫu thuật hay không? Ba. Nghĩ lại mất tiêu lấy gì ra? Nhân có nhân. Số 6. Cảm ơn rất nhiều ạ. Bách tặng cho thầy Bình đi nào. Ôi, thầy cầm đẹp rồi, đẹp quá. Một lần nữa thì chúc mừng cho thầy Bình và cảm ơn Hoàng Bách đã đem lại số 2 rất là đẹp. Nhân 2 nếu số 3 đẹp hơn. Dạ. Thôi nhân 2 được rồi. Bốc lại đây anh. Bốc lại hả? Bốc lại đổi lại đó. Và ngày hôm nay thầy Dương Văn Bình nhận được số tiền từ chương trình Hát Cho Ngày Mai là 80 triệu đồng. Chúc mừng. Chúc mừng rất nhiều và hy vọng rằng ngày hôm nay thầy sẽ đem về Kiên Giang một cái niềm vui khôn tả. Chúc cho thầy có thêm nhiều sức khỏe để có thể làm công việc thiện nguyện của mình để đem đến niềm vui hạnh phúc cho nhiều học sinh của thầy nữa. Vâng, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh Bách đã hỗ trợ em rất nhiều ạ. Cảm ơn Hoàng Bách rất là nhiều. Cảm ơn ban giám khảo của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Hát Cho Ngày Mai được phát sóng vào lúc 19h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Còn bây giờ chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.